thời gian vừa qua, và tôi hy vọng bước sang năm 2019 thì tất cả các quý khách hàng cùng với nhà khối sẽ cùng với công ty kết hợp một cách chặt chẽ, đồng hành và ngày càng phát triển thương hiệu mỹ phẩm Tasaki và Vitamin tại Bình Định. Xin chúc quý nhà khách hàng và nhà khối dồi dào sức khỏe và chúc hội nghị thành công. Xin cảm ơn.